Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát đâu, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát thì em ngủ được cũng giỏi chứ. Tự nhiên em quên mất mình đang lái xe. Thôi. Lúc đó xe lái em cho em còn lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Anh này nhìn không có vàng cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm, nhìn cũng lôi khi tối sủa nữa. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi và đang là nhân viên cho một văn phòng đại diện của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ, em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kiêm luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ, em quê ở Bình Định vậy. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ, làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ, do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Thì, tại lý do gì? Là do những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc mình đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Bây giờ hỏi bạn nữ rồi, nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết, có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ, cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự gọi là chưa chính thức quen. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố, em nhịn dữ lắm nhưng mà chọc em cũng bung ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu, không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò. Thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 mấy số luôn á. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát đâu, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát thì em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc là hay quên, em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất mình đang lái xe. Thôi. Lúc đó xe lái em cho em còn lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng cần suy nghĩ á. Dạ chị. Có làm sao không? Dạ không chị, lúc đó là đi chạm với chị. Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái làm sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình, đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó, mệt lắm. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển. Có gì nó đại với em đi ha. Dạ. Bây giờ không thích cái gì hả bạn nữ? Chi ly tính toán quá. Trời đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của? Thì có chuyện gì tính thì được, ví dụ ra chợ mua rau cá rồi. Phải trả giá chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi mai mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ thôi nữ lo cho chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại Rồi, chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì có căn hộ ở thành phố rồi. Vậy được. Mà chưa lấy chỗ Hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa. Có nhà lắm. Rồi em. Có nhà chị mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Em chào anh. Chào cô gái. Dạ. Em phải thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo, nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm, nhìn cũng lôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu. Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là sau đó vũ phu thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái vũ phu giùm em nha. Rồi. Không dạ. Này chắc vũ phu không nổi đâu. Có vũ phu không? Không anh. Vũ nữ. Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ, em có em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào kính bạn. Chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm,
Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á là chị Trân của em á là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình. Mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin rồi. Cảm ơn em. Hôm nay em có đi ra không? Em có đi với em họ, em ruột, 4 người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở Dương Khán Đài luôn. Nguyên fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào em Quỳnh Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét thì chị thì em cảm thấy ok. Chị hiền. Được, còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi, chắc chúng quay năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi, chị cũng mong vậy lắm á. Rồi, dạ rồi. Xong. Thôi. Bây giờ tham cho đôi khảo gặp hai nhau bên đi. Xong rồi. Mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Thầy. Dạ, em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Người tặng quà ta chưa nói năng gì trơn, quay lưng lui trời, thiệt chứ. Nghe chị. Dạ, quyển sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh, nếu như mà anh đọc rồi thì anh có thể cho em mượn đọc lại. Rồi, anh cũng nói đi, anh tặng hoa đi, rồi khi nào em xài, khi nào héo em gửi lại anh. Rồi khi nào khô nó để lại, rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn. Mình lấy ra mình nói, nhớ ngày đầu gặp gỡ bó hoa này anh tặng em đó. Nó ý nghĩa lắm chứ bộ, đúng không? Thôi bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xíu xíu. Đúng, xíu trước khi nói, giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình. Cổ ghi ra trong này rõ luôn, bạn muốn hẹn hò, có tiêu chuẩn luôn, ngoại hình cao ráo, dễ nhìn. Cô để, cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè. Em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó. Đọc bao đêm viết ra được thì phải bỏ bốn thì phải. Không, cái này cho đâu, em giải thích. Đọc đi. Không phải, cái này em giải thích chút xíu. Tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có. Không sao. Ghi. Anh thử đọc coi giống anh quên. Không? Cái này là thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó nhưng mà. Em tặng đi. Vậy là. Dạ. Sau anh này. Anh giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không? Nên em giấu luôn đúng không? Nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi. Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật. Chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao? Thôi. Hai người tâm sự đi. Dạ hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia. Và nhìn anh như vậy là em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây áo sơ mi trắng. Wow. Thì không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh dụ nghỉ hết. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh. Tươi. Bình thường ta gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Không, nó là dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi, nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy vậy ta? Anh nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương à. Nhà anh bên trên nuôi ốc hương hả? À, đúng rồi anh nuôi. Thế anh là kháng sinh nhiều lắm không? Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con mà tôm dạ, tôm nhanh cũng được rồi vô con người đi trời tình yêu một móc mối làm ăn hả em hỏi nghề dính nghề rồi chỗ này phải móc mối làm ăn nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu không em mua đâu thành phẩm mua anh rẻ không đây không chỗ phải chỗ bắt ốc bắt đầu nói chuyện tình yêu lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ em cũng thích ăn ốc lắm anh. Thôi mình nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chuyện nó bỏ qua đi. Dạ ừ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc nào cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Ủa ra được rồi hả? Ở luôn hả?
cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không, là ăn thua giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ cho kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Nên như cảm nhận của em tình yêu mà đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được. Một cô gái rất dễ thương, thông minh ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cái cô bạn gái này nè, cổ nói bây giờ cổ muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ, thì em có đồng ý không? Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh sợ hả? Một tuần thì giao tiếp. Sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần mà anh này vào thì cuối anh cuối tuần thôi ạ. À? Sợ thì không sợ, dạ. Chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hồng Vương. Em năm nay 29 tuổi, sinh ra tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An. Năm 5 tuổi thì em theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng vùng kinh tế mới. Tới năm em 18 tuổi thì em xuống Vũng Tàu sinh sống và làm việc cho tới bây giờ ạ. Tới giờ hiện nay là Vũng Tàu với ai? Tới giờ thì em sống ở Vũng Tàu một mình. Em đã từng làm nhiều nghề rồi, trong đó có nghề em làm lâu nhất đó là em làm quản lý khách sạn. Em làm quản lý khách sạn là em có từng chụp hình với anh rồi đấy. Ủa vậy anh có vô khách sạn hả? Anh có dẫn vợ anh và hai nàng công chúa. Trời may quá. Trời ơi, tôi nhóm vậy rồi đó Linh. Tôi nhóm vậy rồi luôn á. Tôi sợ nó nói vô với ai. May quá. Ủa rồi bây giờ em đang làm gì cưng? Cũng quản lý khách sạn luôn. Hiện tại thì em đang còn kinh doanh homestay. Và em làm thêm về bên môi giới bất động sản của nhà kinh doanh. Homestay ở Vũng Tàu hả? Ở Vũng Tàu đúng. Linh nhớ lấy địa chỉ Linh. Đặng né. Không, mình đi với vợ con mà. Đi ai đâu mà né. Thôi em sao nè, gỡ cho anh Linh đi. Anh rối lắm rồi, tự giới thiệu nói lớn lên là lớn cả cảm xúc em, của anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Chào anh Vương. Chào em. Và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Trúc, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ô tô. Dạ. Ở đâu em? Dạ hiện tại em đang công tác tại Thủ Đức ạ. Nhà em ở Gò Vấp. Là hiện tại là mình ở Vũng Tàu luôn hả anh? Đúng rồi em, anh ở bãi sau á. Anh có thấy khoảng cách giữa em với anh có xa không? Anh nghĩ là một chuyến xe nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu như 5 giờ chiều mình tan ca thì 7 giờ tối vẫn có thể gặp được nhau rồi. Là anh từ Vũng Tàu anh lên Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh nghĩ là nhiều người nói thế này này, tức là khi chúng ta rảnh chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Hay. Cho nên là anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể của bản thân mình. Quan trọng là tình yêu có thăng hoa không thôi. Nếu mà tình yêu đủ thăng hoa, đủ chín á là dọn từ Vũng Tàu về Sài Gòn luôn. Chuyện đó bình thường. Ừ, thế còn bây giờ bạn giới thiệu hết những gì mà mình muốn nói để cho bạn trai kia hiểu về mình. Ưu điểm của em á thì em hoạt ngôn, hòa đồng vui vẻ với mọi người và chân thành. Còn yếu điểm của em thì em khá là nhạy cảm. Tại vì em sống thiên về tình cảm. Cho nên là em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người thân của em. Đó. Còn cái khuyết điểm nữa là em là người rất là thẳng tính. Tức là em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Nói liền luôn, dạ, không có để bụng. Dạ đúng rồi, em nói liền luôn. Ừ, dạ. Em cũng có thích nhậu nữa.
Dạ, em không biết là bạn nam ở bên kia như thế nào, nhưng mà lâu lâu á thì em hay cùng đồng nghiệp và cùng những anh chị em là đi nhậu với nhau. Tửu lượng của em là tính như thế nào, tính ly hay là tính lon? Em uống mà em có thể kiểm soát được là tầm khoảng năm lon. Dạ, còn mấy ly? Dạ ly thì không có tính ly chị. Rượu phải uống bằng ly chứ đúng không? Dạ đúng không, rồi. Tính lít đó. Tính bằng xị hay là tính bằng lít đó anh Linh hỏi vậy? Dạ xị thôi ạ. Xị. Dạ. Em ơi, anh hỏi chút này. Dạ. Em bảo là 5 lon là em còn kiểm soát được, vậy thì em có hay không kiểm soát được bản thân không? Dạ không anh. À. Dạ. Rồi, em trai, bây giờ em hãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là tính em thân thiện, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Đúng rồi, quản lý khách sạn mà. Đủ mọi lứa tuổi, tức là em có thể nói chuyện và chơi những bé 1, 2, 3, 4 tuổi cũng được. Quá tốt. Hay là đến những người lớn tuổi 60, 70 tuổi. Ừ, giống anh đó, anh là giao tiếp ai cũng được hết. Mình nói chuyện tình yêu đi. Dạ. Bên kia có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, hiện tại thì em có 2 mối tình ạ. Hiện tại hả? Dạ không, em nhầm trước đây ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 3 năm nhưng mà tụi em yêu xa. Rồi mối tình ít nhất là mấy năm? Dạ 1 năm ạ. Thì do bên em tụi em không cùng quan điểm với nhau. Hùng Vương, em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học cấp 3. Rồi. Thì đó là mối tình đầu. Mấy năm? 2 năm ạ. Rồi mối tình kế tiếp? Mối tình kế tiếp thì là mối tình hồi sinh viên. Mấy năm? Thời gian cũng diễn ra rất là ngắn, chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng rồi. Sau đó thì mối tình gần đây nhất thì em có yêu nhau là 2 năm. Vậy là cũng gần 5 năm. Dạ. Với tình yêu rồi. Dạ thì tại sao lại chia tay với mối tình đó? Hai người tình yêu chưa đủ lớn để có thể sẵn sàng thay đổi vì nhau. Quan điểm mà khi tiến đến hôn nhân gia đình nó khác nhau. Em có thấy mình có thiếu sót gì trong các mối tình đó không? Em nghĩ là bản thân mình biết em là học thiếu sót cái gì là quan tâm với đối phương hơn. Đó, tức là cái thiếu sót của mình là mình thiếu quan tâm đến đối phương. Cái này mình phải rút kinh nghiệm. Bởi vì trong tình yêu nếu không quan tâm chăm sóc thì tình yêu không đủ lớn. Tại sao tụi anh lại nói chuyện về quá khứ? Tức là sau những mối tình thất bại đó mình rút kinh nghiệm gì để mình biết, để mình bổ sung cho cái mối tình mới, chứ không phải là mình moi cái chuyện quá khứ làm gì. Rồi, như vậy là rõ. Chúng ta sẽ đến với những cái gì mới hơn, một cái mối tình mới, và cố gắng chăm sóc những cái gì mà thiếu thôi từ ngày xưa giờ nha. Em ơi, với em cái người bạn gái mới mà em muốn tìm hiểu thì em muốn cái bạn đó phải như thế nào? Ừ. Em chào chị. Chào em. Em thích chị từ ngày mà đóng những phim hài với anh Xuân Hinh á. Trời ơi, công nhận cái trí nhớ của bạn này rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ em thấy chị ở một khách sạn nào. Trời ơi. Sao bây giờ em nói cho chị nghe coi là cái bạn gái của em á, bây giờ em muốn bạn như thế nào, ngoại hình ra làm sao, hay là phải giống với một cái mẫu hình lý tưởng nào mà em nghĩ trong đầu? Em thì em không một hình mẫu lý tưởng nào cả. Em thích cảm giác yên bình bên một người có tính cách mà họ thiện lương, biết thương cảm với những hoàn cảnh khốn khó. Và nếu một người thích kinh doanh càng tốt. Là bây giờ mình đang làm homestay với lại ngành bất động sản. Dạ đúng rồi. Thực ra thì em thích những người phụ nữ có tính cách một truyền thống pha chút hiện đại ấy. Cố gắng vun vén cho gia đình cũng như cho dòng họ hai bên nội và ngoại, mọi thứ nó hài hòa. Có những khi mà mình hơi quá một chút thì hai bên tự cân bằng với nhau. Mà nóng tính quá thì nhiều điều sẽ không hay nói trong lúc mà mình quá nóng. Chào xem đàn gái. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Em là cô gái rất là thông minh. Dạ. Anh nghe nói thôi anh biết rằng em là người giao tiếp cũng rất là tốt. Dạ em cảm ơn anh. Em thích không thích điều gì đàn ông? Em nói điều em thích trước đi. Dạ, thứ nhất em thích một người đàn ông chân thành, ấm áp, biết cách cư xử với lại người lớn. Còn cái điều mà em không thích đó là thứ nhất là keo kiệt, gia trưởng, lăng nhăng và thích thể hiện mình á, tức là không có khiêm tốn. Em qua cái tuổi yêu đầm thắm, yêu cuồng nhiệt rồi. Bây giờ tức là yêu... bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu em đềm thôi. Em đềm đúng không? Dạ đúng rồi. Mình chưa gặp nhiều, mình chưa biết như thế nào, nhưng mà qua cách giao tiếp thì nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói là 80-90% đúng với những gì tiêu chí bên đàn gái đó. Rồi để tôi hỏi chuyện nhà trai chút xíu nè. Nói nghe nè bé. Ví dụ đi, cái cô bạn gái này nè, cổ nói bây giờ cổ muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ, thì em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu hai người mà đã quyết định một cách chắc chắn sẽ đến với nhau, xây dựng thành một hạnh phúc gia đình ấy, thì nơi nào có thể phù hợp với bản thân của hai đứa thì mình sẵn sàng về nơi đó. Y như anh, tức là khi ta đã xác định mình lấy nhau, mình cưới nhau, thì ở đâu có điều kiện, có công việc ổn định, có sự phát triển về kinh tế, chúng ta sẽ quyết định ở đó. Bạn nam này rất đẹp trai nè, mà ăn nói thì rất là ngọt ngào,
nhiều khi mình ghen lộn lên mình chịu không được. Ví dụ vậy thì sao? Xa quá trời luôn. Thì đó, thì đâu đó. Có xa. Vấn đề quyết định là do hai bạn. Do các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ tham khảo ý kiến người thân. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai của em ạ. Chị hai. Chị hai ạ. Rồi chào chị hai. Dạ em chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào chào Vương. Em là chị hai của bạn Trúc. Bạn Vương thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi về giao tiếp, có khả năng là vun vén cho gia đình á. Chị cũng hy vọng là qua cái chương trình này hai bạn đã nhờ chương trình có cái duyên để gặp nhau rồi, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Trước tiên là có thêm một người bạn, sau đó thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị gái. Còn Vương đi với ai cưng? Em đi với em trai ruột của mình. Dạ, em chào em Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người trong trường quay. Em là em trai của anh Vương. Thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi á, em cảm thấy là chị gái là một người rất là có kinh nghiệm và một người từng trải. Và năm nay thì hai người cũng đã 29 tuổi rồi, thì em mong hai người sẽ có một sự lựa chọn chín chắn và trưởng thành nhất để đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ. Nhưng mà em thấy chị gái được không? Dạ, chị gái rất là xinh ạ. Hợp với anh trai mình về tính cách về này kia không? Dạ, cái đó thì em chưa dám chắc, nhưng mà em tin là sẽ hợp nhiều lắm ạ. Sẽ hợp nhiều lắm. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn sự góp ý của hai họ ha, trai và gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi, rồi hai bạn sẽ quyết định nha. Okay. Mở rào. Dạ, em có một cuốn sách tặng anh. À, cảm ơn anh. Dạ, anh cũng hay đọc sách đó. Anh thích sách từ nhỏ. Dạ, vâng. À, anh có thể mở ra xem là tựa đề cuốn sách được không? Dạ, được ạ. Tựa đề cuốn sách là Bạn đắt giá bao nhiêu? Cái này là nội dung của nó là về kinh tế hay là về gì em nhỉ? Dạ về tâm lý, tình cảm. À. Dạ. Anh đã đọc cái cuốn Hiểu về trái tim này chưa ạ? Anh đọc rồi. Cuốn Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm. Thì anh muốn gửi đến em cái này là bởi này. Anh vốn là người rất sống rất là chân thành. Anh nghĩ là những gì từ trái tim á, nó sẽ đến với trái tim. Kèm theo đó thực ra cuốn này thì hầu như là doanh thu bán sách đều mục đích để làm từ thiện. Dạ. Nên anh xin gửi em món sách quà này, mong em đọc nó. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh nói về cuốn sách Hiểu Trái Tim cho em nghe. Anh là chủ tịch hội Hiểu Về Trái Tim. Tụi anh sản xuất ra cuốn sách này để bán, để lấy tiền mổ tim cho trẻ em. Cũng nhờ cuốn sách Hiểu Trái Tim này mà tụi anh mổ gần 2.000 ca mổ tim cho trẻ em. Gọi là kém may mắn trong cuộc sống đó em. Dạ. Rồi bây giờ thì các bạn có thể trò chuyện cảm nhận về nhau lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Anh có gì hỏi em không? Nói về chuyện ăn nhậu đi. Thôi mình bỏ dạ. Chuyện ăn nhậu bên đi. Không, em xin phép em hỏi một chút xíu mình, thôi. Mình chuyện người đàn ông nhậu, mình không của em không thích em ăn nhậu. Dạ. Em có sẵn sàng thay đổi không? Cái tính chất công việc của em thì cũng có giao tiếp với khách hàng, cũng có đi với bạn bè. Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh một, sợ hả? Một tuần thì... Anh sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần. Mà anh này vào thì cuối anh... cuối tuần thôi ạ? À? Sợ thì không sợ, dạ. Chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Em biết nấu ăn nhưng mà em không thích. Em chỉ thích gọi là sơ chế. Thì anh có nhận xét gì về cái vấn đề đó không ạ? Ai cũng vậy, con chim sẽ bay về tổ ấm. Con người ta thì thích cảm xúc tích cực. Tức em đi đâu em cũng về nơi nào đó mà chào đón mình ấy. Giả sử như em lập gia đình đi, mà người chồng em muốn em nấu cơm thì em có sẵn sàng em thay đổi hay sẵn sàng em tìm hiểu không để em nấu được? Dạ có. Quá dễ, lên Google gõ, tao nói rất nhiều cách nấu ăn, anh là không biết nấu ăn. Cứ như thế mười mấy năm mình trở thành một đầu bếp gia đình. Đơn giản là nói như thế để thấy các bạn thấy rằng là không biết nấu ăn, mình học nấu ăn. À. Không có khó, lên Google search nấu món gì ra hết. Em tìm một người bạn đời như thế nào? Em tìm một người bạn đời có thể đồng hành cùng em. Chứ đừng gọi là... Em không có khái niệm là hai người phải hy sinh vì ai đó mà hy sinh. Mà hai người phải cùng nhau đồng hành với nhau. Thì cái đó là mới gắn bó, mới bền lâu được. Chứ một người mà hy sinh và một người kia không trân trọng thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có kéo dài lâu được. Nếu hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi? Theo em thì sao? Tại vì cái tính của em á, nhiều khi cũng ngang. Dạ. Nếu vậy thì... em hãy đọc thật kỹ cuốn sách anh tặng em ấy. Dạ. Nó dạy chúng ta biết điều tiết cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều, kể cả lúc vui, lúc buồn, giận dữ. Và dạ. Lý giải rất là hay. Rồi, chúng ta hãy tiến gần đến nhau. Nào.
nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Và em có năng khiếu hát hay đọc thơ gì không? Em hát. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng mà em hát một bài liên quan tới tháng 10. Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la, la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Trời ơi, trời ơi, lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình say du đu du đu. Em xin hết ạ. Em có giọng ngọt ngào, dạ, dễ nghe dễ thương. Anh chỉ nhớ duy nhất một bài thơ á, là ngày xưa đọc lén được thư tình của mấy cái người mà viết cho dì anh từ lâu lắm rồi, dạ, hồi anh còn nhỏ. Đó là có một câu như này: anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Dạ, cảm ơn bạn rất là hay. Mời các bạn về vị trí. Bây giờ các bạn đã trao đổi với nhau, các bạn đã nhìn nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình, chúng ta đã nắm tay nhau để cảm nhận cảm xúc về nhau. Suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Suy nghĩ xem ta có nên bấm nút hay không. Trái tim mình có rung động thật sự hay không. Bấm nút là trao duyên đi, chúng ta không bấm nút vì bất kỳ điều gì nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 3 2 1. Hết thời gian. À, anh xin chia sẻ một chút thế này này. Anh nghĩ rằng bên ngoài kia á, sẽ có rất là nhiều chàng trai bấm nút cho em. Nhưng mà anh nghĩ rằng, cá nhân anh nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã chân thật với trái tim của mình. Rất tiếc các bạn chưa rung động, chưa bấm. Thì đúng như bạn trai nói, ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái, và cũng rất nhiều em gái sẽ hợp với chàng trai sẽ bấm nút cho em. Chúc cho hai chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ từ trái tim của các bạn. Món quà của các bạn vẫn giữ lấy làm kỷ niệm. Người lạ ơi, có đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường đời một lần nữa thì sao? Hiện giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Mình không thể đi cùng nhau, nhưng mà mình có thể là bạn của nhau. Đúng rồi. Mình sẽ có thêm một cái mối quan hệ mới. Biết đâu sau này em có dịp về Vũng Tàu thì em cũng có thể liên hệ với anh. Hoặc là sau này em có thể em mua căn hộ hoặc là mua nhà gì đó thì em cũng có thể liên hệ với anh. Hoặc là anh cần ô tô thì anh có thể liên hệ với em. Không vấn đề gì hết. Đúng rồi, một cô gái rất bản lĩnh. Coi như giao tiếp liền luôn đó. Đúng giao rồi. Tiếp đặt mối quan hệ buôn bán liền, ngay và liền. Chúng ta cứ đưa ra quyết định của mình, đó là quyết định của mình. Cho dù người khác không quyết định đúng như mình muốn, đó là bản lĩnh của một người con gái. Anh rất là phải nói rất nể em vì điều đó. Dạ. Chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn với nhau nha. Và chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Em cảm ơn người yêu cho anh. Vân nghĩ là như vậy nè. Thực ra là các bạn đến đây là cái duyên. Nhưng mà khi mà cái nợ mình không đến được, và các bạn sáng suốt nhận ra được cái điều đó, để các bạn không phải bấm, không phải trao duyên, thì là Vân lại nghĩ điều đó nó lại là hay. Đúng rồi. Tùy theo cặp mà mình tiếc nuối. Nhưng có những cặp mà Vân thật sự là cảm thấy các bạn rất là sáng suốt. Bởi vì các bạn là những con người rất bản lĩnh, giống như là hai bạn vừa rồi. Vân thấy là chúng ta không rất tôn trọng, rất tôn trọng quyết định của các bạn. Trong bạn mối hẹn hò, chúng tôi luôn luôn nói với các người chơi rằng chúng ta không bấm nút vì mọi giá, mà hãy bấm nút bằng cả trái tim của mình. Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm cái gì đó em mới ngủ được. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu biết. Nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai.
Rồi xin mời nhà gái. Chào cưng. Bây giờ trời thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Thì em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình... thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay giọng sao vậy? Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Em thích cắn. Cắn. Cắn ai mà bị sức mẻ răng chưa? À, dạ cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt tay cái thọc cái. Trời tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cập xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn. Tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi. Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng, là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Nóng bên tính. Đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em có cái tật xấu gì không? Đi em xíu. Có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt. Mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng thì ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà dạ. Hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Gặp nó em quen được khoảng 6 tháng à. Ở mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá khá ha. Hai mối tình là thời học sinh, một mối tình từ sinh viên và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ, đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở kế người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ, được chưa? Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi bắt 75 ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn, hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không nè. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Rồi có hai chai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bệnh có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Để 68, 64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à nè. Má lúm đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có càng má lúm là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, tùy má lúm nha em. Lúm đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là
100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hở ra càm ràm lửa lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là đàn ông không có thích. Về mệt mồ hôi kê đổ chứ ăn uống chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng, khang tiếng, rảnh là ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa, ta ăn cơm, sao ta buồn ngủ, ta leo lên giường, chuẩn bị ngủ, bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè, chưa tắm rửa, chưa gì mà leo lên giường ngủ, nhớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng tới chiều, phải càm ràm chứ. Thì qua chỗ khác ngủ để ta mệt, ta ngủ cho nó sáng, cho nó khỏe đi, rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Nói là tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tính em sao nè? Dạ, em tính là người. Đàn ông gì ơi? Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Hãy đi lại. Có hai người đứng đây. Tôi đâu. Em nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ cậu để mợ okay. Nói tiếp. À, theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp trai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích rồi đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được, câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý rồi đấy. Đồng ý, mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao, đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào hai MC cùng bên đàn trai, bên đàn bạn gái cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Mà sẽ anh được không phải em được không? Dạ. Rồi anh muốn hát cho em bài tặng, tặng cho em đến để biết khán giả. Rối dạ. Nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Mà hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui ra khó, đã có anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái việc tài đó là massage đầu vai gáy, biết một số cái bài massage. Trời, mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hình chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá, ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. Anh tiếp, Linh nhộn nhạc luôn. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ đó.
Vậy thôi đó hả? Được không? Được không Hiệp? Hoa đã nè. Hả? Hoa đã. Hoa đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin gọi video call thôi. Không sao em ơi, một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một nét gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thú tăng trọng không anh? Không đâu mà, tới em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu. Cũng biết cách quan tâm đến mọi người. Như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối. Nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần, thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành đấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ, 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh gì ơi, nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi tay anh nuôi cho. Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa, em nhé. Hương Hương ôm thử có đúng cái sai của em không? em hay ôm sao nha. Đúng sai không? Làm gì Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ dạ, ngủ không? Vậy đâu. Chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả? Vừa. Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không? Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm. Còn không rung động thì không bấm. Ông đừng nói bấm. Nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương dễ sợ. Nắm tay nhau đi. Từ nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Xin cầu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ, có xin cầu mợ cho con hôn với Hương cái. Hai. Nhận cho lòng mình cái. Dạ, cái yêu nhau không cho nó cũng tới đó cậu ơi. Chưa đếm nó bấm hết rồi. Những chiếc vé xem phim cùng đạp xin để bốc 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hãy nắm tay nhau, hãy đưa nhau đi cùng trời cuối đất. Trời nó không buông tay luôn, thấy không? Không có buông, không thèm dòm tới mình luôn. Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó là 29 tuổi rồi đó nha bé. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Rồi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia. Và bạn gái. Và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh.
Và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng. Hiện tại năm nay em 27 tuổi, đến từ Lâm Đồng. Và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay. Có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? Dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người khác thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? Không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây... Tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm. Chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm dứt. Bất đồng quan điểm đó ha. Thôi để em mới em hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Quỳnh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Một bạn trai của em thì cao hơn em. Tại vì hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi đây em muốn... 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7 đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Anh để tôi qua tôi em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ em chào chị Hình Vông. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đấy, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Yeah, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Yeah, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí, tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình, tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều cho vậy cho nhạc cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại, nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Mình rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được.
À chị, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi, đại diện đồng nghiệp của Minh nói một câu gì đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh. À, làm chung công ty thì nhận xét của con về anh Minh á là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người về, giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là chị hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. À, tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất là quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con nhớ anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Rồi tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng đó. Cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh. Và chị rất là khéo ăn nói. Và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu. Và những cái gì em mới chia sẻ, thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi tôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Ôi xinh quá, cảm ơn Minh. Và anh có một con gấu bông này tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì em có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. À, cảm ơn anh. À, cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Anh rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. À, anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em. Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới. Thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh Minh có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, ví dụ xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Rồi bí rồi đó. Cũng em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước. Thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi,
Rồi anh Hằng nó sợ nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài. Thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trời nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rời đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến đây. Ok, à, okay. Về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT á. Thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he. Từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bảo vệ lẫn nhau. Trời ơi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà mình rất là hạnh phúc luôn. Như vậy là chúng ta sẽ theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Nhìn em khó lắm. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè, bây giờ em khó, em viết cái trán em nó nhăn, lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mà nó cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn hết trơn rồi. Xấu lần cay rồi. Chắc là con quà lớn rồi, không nó đi mất uổng. Đúng rồi đó. Đúng rồi, nó bị vậy. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn, nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. Thấy không? Này đây, đây, đây. Con rắn quấn chết con mèo. Đây cũng là con rắn, cùng xe quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Dạ. Em cũng xe trên cơ. Em cùng tuổi với chị. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. À, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn. Chào anh bên cạnh. Em là Hùng Nhung, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện tại là đang làm kế toán tại nhà bè. Em bao nhiêu tuổi, Nhung? À, tuổi của em trong giấy khai sinh của em là 90, nhưng mà thật là 89. Vì vậy khi mà em cần chững chạc á, thì em sẽ nói em là 89. Còn lúc nào em muốn mình trẻ thì em sẽ nói em 90. Rồi bên kia giới thiệu đi à. À dạ, à, em là Phóng, quê em ở Thái Bình và đang sống và làm việc ở nhà bè. Nhà bè luôn hả? Dạ. Bạn làm gì? Em có một cái công ty nhỏ đó, kinh doanh thiết bị văn phòng. À,
Ở chỗ nào Nhà Bè vậy anh? Anh ở đường Nguyễn Minh Tạo đó. À, vậy gần của em rồi, em ở Nguyễn Hữu Thọ. Thì nó là một đường nối dài đó. Đúng rồi, một đường nối dài. Coi như một đường nó nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ qua Nguyễn Văn Tạo. Hình như là chung một nhà đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi. 31? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi bằng Nhung. Em là một người biết nấu ăn. Em rất thích con nít và chăm sóc con nít rất là tốt. Rất là hay cười. Nên là được trong công ty mọi người gọi chọc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi điểm yếu của bạn Nhung là gì? Điểm yếu của em thì em hơi nhỏ con. Người ta gọi là bé như cái kẹo anh. Tính thì cũng hơi trẻ con nữa. Nên là cũng có thể đó là lý do em ế tới giờ. Rồi còn bạn Phóng. Em sống em có lập trường riêng, nghĩa là em đặt ra một cái mục tiêu nào đó. Em cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó. Tức là có bản lĩnh đó, chứng minh rằng bằng một cái công ty mà em cho ra đời đó ha. Tuy nó nhỏ nhưng nếu bản lĩnh của mình anh nghĩ rằng nó sẽ lớn lên. Bây giờ em gái bên kia nói về tình trường của mình đi em. Đúng em rồi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình, một mối tình hồi sinh viên. Còn mối tình thứ hai là yêu một thời gian thì đùng một cái ảnh thông báo với em là ảnh về quê đi rồi. Vậy là anh gạt em rồi. Dạ, em dễ tin người. Lúc đó quen em thì ảnh chia tay người yêu. Nhưng mà lúc ảnh nói anh về quê lại có tình cảm lại với người yêu cũ. Nên là anh lấy... Nói chung là có bị gạt nhẹ. Rồi tình trường của bạn trai. Ngày em mới vào Sài Gòn đó, thì em có quen một cái bạn ở trên Đắk Lắk. Cũng Đắk Lắk luôn. Cô đó về quê lấy chồng luôn hả? Dạ không ạ, cái bạn đó thì thực ra thì cũng có nhiều điểm không có hợp cho lắm. Bạn thứ hai thì cũng gần đây thôi. Lúc đầu thì cảm mến một vài cái điểm nào đó, nhưng mà sau rồi tìm hiểu thì thấy là có nhiều cái bất đồng quan điểm quá đó nên là. Vậy thì em có thể rút ra là tại sao lại chia tay hai mối tình nữa không? Em khó lắm. Khó quá. Tại sao mình lại khó như vậy? Tại vì em cũng mong muốn một cái bạn gái nào đó có thể quán xuyến được cái việc trong gia đình. Không có ấn tượng lắm với mấy bạn mà cá tính quá thì em không có ấn tượng mới. Thôi đừng có khó, đàn ông khó quá cũng khổ rằng bà lắm. Khó quá ai mà chịu nổi. Không phải, cái vấn đề là khó ở những cái trường hợp nào thôi. Buông lỏng ra đi, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống à. Thế ạ. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Càng cao càng tốt, có thể gọi là bù trừ với em. Cao nhưng mà cũng phải dễ nhìn. Ngày trước thì nghĩ là chồng cao là được, nhưng bây giờ em nghĩ lại sợ con mình ra thì nó lùn giống mẹ, rồi xấu thì giống ba thì không được. Nên là cao nhưng mình phải dễ nhìn một chút. Rồi tính tình thì vui vẻ, dễ tính một chút và biết quan tâm đến gia đình. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ cao 1m8 thì em không dám mơ được. Nói chung là làm sao để đứng cân đối với lại em được. Anh ơi, 1m58 cả giày được không anh? Được. 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 Có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Xe xua nhiều quá chị. Biết cách trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Trời, trốn ở đây luôn rồi nè. Cái gì đâu mắc cỡ. Không, nhưng mà tùy từng người chị. Chi mà khó vậy trời ơi, thời buổi gì vậy? Bởi vậy em ấy, bây giờ em 31 tuổi em dễ tính lên một chút xíu, bây giờ 34 tuổi đã dễ tính chưa hay vẫn khó? Cũng dễ bớt rồi đấy chị. Có nghĩa là cũng khó. Cũng khó. Khó là ai mà chịu nổi. Phụ nữ người ta khổ lắm, người ta lấy mình thì, về, người ta chăm sóc nhà cửa, con cái cho mình rồi. Phải dễ cho người ta dễ thở chứ, khó quá sao mà chịu được. Cũng không hẳn là khó đâm đâm, mà là bây giờ mà ví dụ như mà tìm được một cái bạn gái nào đó thích hợp đó. Nhìn cái mặt là thấy khó rồi, chưa còn nói gì hết á. Khó đâu dữ vậy, dễ thương lắm chứ bộ. Nói xấu rằng trai không à. Ha, dễ thương ha. Không nói được gì nữa. Không nói được gì. Em cứ nói đại đi, sợ gì quay mặt. Thì đó là ý em như vậy đó, cũng như là em cũng biết điều phối tất cả mọi thứ, cũng không đến nỗi rồi. Vậy em là công việc trong thành phố này là ổn định chưa? Em ổn định rồi. Rồi hiện giờ nhà cửa mình là ở đâu? Nhà cũng ở Nhà Bè luôn chị. Nhà Bè là nhà em hay là nhà ai? Nhà em. Hay quá ha, mua được nhà luôn rồi ha. Cũng phấn đấu rất là nhiều năm. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Làm luôn chị. Làm luôn. Dạ. Nói chung có 1-2 tháng sau vậy đấy. Tiêu chuẩn mọi thứ được hết, chỉ còn điều là hơi khó chút xíu thôi. Gặp đúng người, biết đâu trên mạng em tự nhiên em dễ liền, hiểu không? Dạ. Được không? Em cũng chưa biết được, để nữa. Em mà gặp chị Cát Tường á thì từ khó cũng thành dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Không, bây giờ chị hỏi nè, giả tỷ em lấy vợ về, em có cho vợ đi tiếp tục công việc làm của vợ không? Cái đó là quyền của vợ mà. Rồi, ví dụ bây giờ tới sanh con ra rồi, em có phụ vợ chăm sóc con cái, phụ nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa không? Cái đó thì chắc là có bà nội, bà ngoại lo rồi chị. Chắc là...
không đến phiền này. Hiện tại là nhà mình đang ở chung với ba mẹ. Không không, hiện tại thì không, em rất là muốn đón bố mẹ em vào trong này. Thì ví dụ lúc bố mẹ chưa chịu vô đó rồi mà đã đẻ con rồi, em cũng đi làm, vợ em cũng đi làm, thì chiều về đi đón con nhà trẻ rồi về đầu bù công việc, thì em có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc là có cái gì. Em cũng không phải là cái dạng người mà em lấy vợ về để phục vụ đâu, cũng nghĩa là em cũng biết chia sẻ một vài cái vấn đề đó. Vậy cũng được đó, chính là chỗ đó khó nhưng mà đừng có gia trưởng. Không, nhưng mà cũng phải là thương yêu vợ. Có lãng mạn chút nào không? Lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi, chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không lãng mạn được. Ủa thì bồ mà mình lãng mạn người ta mới làm vợ mình chứ. Bồ biết đâu được, ai biết được bồ có phải vợ mình không? Trời đất ơi. Thôi vậy rồi ông không hết lòng với bồ ông mà làm sao người ta đồng ý người ta làm vợ? Thì nào chắc là vợ mới lãng mạn đúng không? Cũng ý kiến hay chứ bộ. Lãng mạn gì chi người khác. Không, nhưng mà khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ đó. Nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn đúng không? Chứ để vợ thì vợ lấy tiền của em có được quyền mua quà đó. Làm gì còn tiền mua quà đấy. Tặng quà lớn rủi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi luôn. Trời ơi trời. Nó phải rõ ràng gì chứ. Nói chung là cũng thật, mà thật quá luôn đó. Chắc ăn vậy cho chắc ăn. Nhưng mà công việc ổn định, nhà cửa ổn định ở thành phố rồi, em yên tâm rồi đó. Còn vụ khó đó em tự lo đi. Anh bên đây thật, anh có sao nói vậy đó, anh không bóng bẩy không gì trơn á, đó là những cái thật mà nói gì Tường nãy đúng đó, biết đâu mình trên cơ ảnh thì sao. Em cảm thấy ảnh rất là khó tính đúng không anh? Thì anh nói khó vậy thôi, chứ khi người ta biết người ta khó rồi là người ta dễ đem. Người ta khó mà ta không biết ta khó tính không, anh dễ ẹt à, cái đó mới là mệt rồi đó. Vậy là em phải làm sao trên cơ ảnh là được. Em tuổi gì ta? Dạ em 89 là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Phóng tuổi gì phải không? Được. Em con mèo. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn, nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. Thấy không? Đây. Con rắn quấn chết con mèo. Đây cũng là con rắn, cũng sẽ quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Dạ. Em cũng sẽ trên cơ. Em cùng tuổi với chị. Yên tâm vậy, yên tâm rồi. Được đi nhà Phóng. Nói chung có cái bột Phóng tốt rồi đó nha. Còn mà gột ra được cái gì là ăn thua em. Rồi hôm nay đúng mình rồi, có do ai em đó. Dạ em đi với em trai của em và dì của em và mấy chị đồng nghiệp. Xin chào chú Quỳnh Linh, chào Quốc Tường, chào tất cả mọi người ở đây. Chào con. Xin tự giới thiệu, em là em út của chị. Thì chị em thì rất là hiền. Đôi khi là vì hiền quá nên hay bị người khác ăn hiếp á. Cho nên em muốn chị có bạn trai hay là đó là hay nhường nhịn chị em một tí. Tại vì chị sống tình cảm hay tuổi thân á. Là có em trai mà em trai cũng hay bướng nên nếu mà có anh thì mong anh nhẹ nhàng tình cảm chút xíu. Em thấy anh có ăn hiếp nổi chị em không? Dạ chị em hiền nên ai ăn hiếp cũng được hết anh ạ. Trời ơi vậy đó hả? Em thấy anh này được không? Thì chỉ cần nhẹ nhàng chút xíu là được. Anh thấy anh nhẹ nhàng không? Dạ anh nhẹ nhàng nhưng mà chưa vui vẻ lắm ạ. Chưa vui vẻ lắm. Dạ anh hơi rung chưa chững chạc lắm. Nói gì với em trai tương lai đi. Nó chưa chịu lắm. Bình thường anh cũng vui vẻ à, chứ không nên nói mà căng thẳng. Tại vì lên đây thì áp lực quá, đâm ra là những cái gì mà bản thân mình á, thì mình không có bộc lộ hết được ra. Không biết anh có thể dục thể thao hay là nhậu nhẹt hút thuốc gì không ạ? Hút thuốc thì anh có, ngoài ra thì không, cái gì nữa. Anh ơi, em lúc nãy em quên mất là em không thích con trai hút thuốc. Anh có ý định bỏ thuốc không anh? Thật ra thì bỏ cách đây được 2 ngày rồi em ạ. Không. Em phải. Tại vì cái đợt vừa rồi em có về quê. Tập bố em hơi yếu nên là em có đặt cái chỉ tiêu và em có nói với hứa với ông già là đợt này con vào con sẽ cố gắng con đi con tìm vợ và con bỏ thuốc. Thì em mới vào được có mấy ngày thôi. Anh nghĩ là anh sẽ làm được theo cái điều mà em mong muốn, nghĩa là anh sẽ bỏ thuốc. Đấy là cái điều chắc chắn. Chắc chắn. Không đi dạ. Dài không? Chị cho em hỏi thêm ý kiến của đồng nghiệp và mấy chị đồng nghiệp bên em. Chị ơi, lấy được nổi cái tủ lạnh chứ chị? Gì tủ lạnh nữa trong đây nữa? Cái gì có nửa cái tủ lạnh nữa? Thì mấy chị già trong phòng có hứa là em út ở trong phòng mà lúc nào lấy chồng thì các chị sẽ có cái tủ lạnh side by side. Ngày hôm nay thì đi đến được nửa chặng đường rồi thì cũng cam kết với em Nhung là nửa chặng đường này đã được 1/2 cái tủ lạnh side by side rồi, thì hai em cố lên. Xin hết à? Ngon rồi đấy, có cái tủ lạnh side by side rồi đó. Rồi bạn Nam, hôm nay em đi với ai? Em đi với gia đình nhà em ạ, gồm anh trai, chị dâu với lại một vài người em nữa. Biết anh có cái tivi. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả.
Chào Hồng Nhung nha. Ừ, anh là anh trai của Phóng. Em của anh rất là tự lập, rất là thương bố mẹ, rất là thích trẻ con, thì anh nghĩ là rất là trùng hợp với em. Thì hy vọng cũng tự tin để cho nhau cơ hội. Em cảm ơn anh. Rồi, bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn, mời em. Đó, tự nhiên thôi. Hơi hồi hộp. Tặng hoa đi, tặng đi. Em chào anh. Rùng lắm luôn á. Tiến tới đi. Anh có mua hoa tặng em. Cố gắng lên Phóng. Phóng luôn, phóng mạnh, phóng tới, phóng luôn. Bình tĩnh lên nha. Sao anh run vậy anh? Anh bị cái hội chứng hơi sợ đám đông nên là hồi hộp lắm. Dạ. Lúc nãy em nghe anh chia sẻ là anh muốn lấy vợ trong vòng 1-2 tháng. Nhưng mà em lại có quan điểm là trước khi lấy chồng em muốn đi du lịch. Vậy nếu mà quen nhau anh có cho em đi du lịch hoặc là đi cùng em không anh? À, anh được đi cùng thì đi. Chứ bỏ anh ở nhà anh đi sao được. Hai người đi cùng ai mua vé? Dạ. Cái vấn đề đó thì chắc là em sẽ lo rồi. Được đúng không? Em lo được. Tưởng đâu tôi lấy về rồi mới đưa đi chắc làm luôn. Làm đến mức mà vé chứ. Tôi phải hỏi kỹ chứ. Ông lo tôi lo. Anh bộ nhìn em khó lắm mà. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè, bây giờ em khó anh viết cái trán em nó nhăn lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mạnh cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn hết trơn rồi. Xấu lần cay rồi quá. Bây giờ em đừng có khó nữa, mặt em phải cười hoài lúc da mặt em nó mới căng lên được. Rồi bạn gái về sẽ nuôi em ăn cho nó mập mạp ra sẽ đẹp giống như anh trai vậy đó. Hiểu không? Cái tướng thoải mình phải thoải mái lên. Để thoải mái lên, đừng có nhăn nữa nha. Trán nó nhăn hết trơn rồi. Thoải mái lên. Tiền vé lo hết luôn. Tiền vé vậy mới được. Có nghĩa là trong một năm tới này em dành thời gian đó để em đi chơi đúng không? Dạ đúng. Chứ rồi. Sợ lấy anh về là anh nhốt ở nhà đó. Anh bắt đẻ với bắt làm việc không đó. Người ta phải đi chơi trước khi người ta lấy đó, hiểu không? Em có bắt gì đâu. Cảm xúc với người đối diện thế nào mình nói. Rung động được chút nào chưa? Ừ. Nói thật lòng mình đi. Ừ. Để chúng ta quyết định. Chứ nãy thì em có nói dối nè. Đúng rồi. Biết rồi, biết là bạn rất thật. Bây giờ đây. Đó, bây giờ muốn người ta nói thật lòng cái gì. Hơi bây giờ đang nhưng suy nghĩ cô ấy nè. Em có thích cô ấy hay không? Anh thấy em dễ thương. Nhưng cái điều là anh không biết là cái để em cảm nhận như thế nào với anh thôi. Tại vì cũng như hồi nãy anh có nói là lên đây nó hồi hộp quá. Anh cảm giác như là anh không có bộc lộ được hết cái con người đó, nên là anh không biết là mình còn có cái cơ hội để mình tìm hiểu ở bên ngoài nữa hay không ý. Thật ra anh rất là muốn có một cái khoảng thời gian bên ngoài đó. Người ta đồng ý bấm nút mới có thời gian bên ngoài. Còn cứ e thẹn, cứ nhút nhát vậy hoài là ta không bấm nút là không có thời gian bên ngoài luôn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Em hồi hộp, em run vậy, em quản lý nhân viên sao? Em khá là tách biệt hai khoản. Có nghĩa là cái khoản đời sống của em nó riêng, của cái khoản làm việc ấy. Tại trong làm việc thì em nghiêm túc lắm. Mấy đứa nó hay kêu là ông già khó tính gì đó. À vậy anh ơi, tính em thì hơi trẻ con vậy, anh chiều được không anh? Chịu được. Anh thích trẻ con mà, anh thích trẻ con mà. Anh thì rất là quý mấy cháu nên là anh cũng thương em như cháu anh vậy đó. Chị... cứ làm cho hồi hộp mà. Hồi hộp gì đâu, đâu có ai làm cho hồi hộp. Ý là em thích con nít nên là cái tính con nít thì chắc là anh sẽ chịu được. Thôi bây giờ một câu cuối cùng nữa thôi là quyết định bấm nút hay không nè. Bạn gái là tuyệt đối không có thích bạn trai hút thuốc. Hút thuốc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhân tiện đây vừa có Hiếu với bố, vừa là một cơ hội giống như để tỏ tình với bạn gái. Em phải hứa với bạn gái. Rồi chúng ta quyết định. Anh bỏ được rồi. Mới có 2 ngày. Phải hứa. Mới 2 ngày chưa. Dạ. Yên tâm đúng không? Dạ đúng. Thôi giờ chắc chắn là bỏ được đúng không? Nhìn thẳng mặt em nói một câu anh chắc chắn bỏ coi. Mạnh mẽ lên. Anh bỏ thuốc. Rồi vậy được rồi. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Phóng nha. Nắm tay cô gái. Đừng có nhăn, đừng có nhăn. Thấy chưa? Thấy sao?
Thấy sao? Thấy thơm. Thơm. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Thắng. Hãy đưa nhau vào xem phim.